Hồ Vĩnh Hoa gặp Phó Quang Minh ở Trùng Khánh tháng 10 năm 1989. Hồ Cầm Đỏ đi trước vào pháo đầu. Phó Quang Minh đối phó bằng phản cung mã. Đỏ ăn to đầu, nước cờ mang tính thực lợi, nhưng cờ đen linh hoạt, mỗi bên có cái hay riêng. Đen ăn pháo, đổi lại như đen đi xe 4 lùi 2. Cờ đỏ dễ đi, Phó Quang Minh mã 7 tiến 5. Đỏ lùi xe về hà, nước cờ già dặn. Đổi lại, như đỏ đi, xe 5 bình 7 ăn tốt. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đen dễ đi vì binh chủng đầy đủ. Hai là đỏ đi pháo 7 tiến 2. Hình thế hai bên đều phải dè chừng. Hồ Vĩnh Hoa sẽ năm lùi 2. Đỏ lùi mã, nước cờ linh hoạt.
tốt đỏ phá tượng, nước cờ đúng lúc. Đen lùi mã, cản mã. Đổi lại, ra đi mã 2 tiến 4. Cờ đỏ, khó thắng hơn. Phó Quang Minh, mã 2 lùi 4. Đỏ bình phá ra biên để chuyển hướng tấn công. Chiếu tướng thành tuyệt sát, đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại ván cờ.
Đỏ thắng cờ.